Có boba nè. Bây giờ Starbucks có boba nè mọi người. Giống như trà sữa trân châu vậy á. Mấy là cà phê. Hay gọi là cà phê chiều. Có chân đẹp rồi nha. Khoe cho mọi người coi cái mấy cái bắp cải hay là cải bẹ xanh gì á, ba giống chồng xuống nè, nó bự lên vậy rồi nè, nhưng mà bị mấy cái con sâu mấy con rầy gì đó nó ăn quá trời luôn nè mọi người, thấy không? Xong rồi sáng nay ba Diễm mới xịt thuốc diệt kiến diệt sâu gì đó. Còn mấy cái này là đậu, đậu giống như đậu Diễm không biết gọi là đậu gì nữa, mà đậu cái hộp đó to to mới đậu ván á mọi người, kiểu vậy á. Thì bây giờ phải chuẩn bị làm vàng cho nó leo á. Còn đây là rau muống ba Diễm mới gieo mấy ngày thôi đó. Bên đây cũng có cái phần rau muống á. Nó chuẩn bị lên là sẽ có rau để ăn ha. Còn này là mấy cây cà. Hôm trước cả nhà Diễm đi chợ mua được mấy cây cà nè. Nó có mấy cái trái đây nè mọi người thấy không? Nó có mấy trái cà nhỏ 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 nè. Xinh không? Này là cây ớt. Cây ớt trồng Diễm gieo trồng xuống tới bây giờ nó bự rồi nè. Nó có mấy đợt trái rồi, bây giờ nó đang cao lên. Chờ nó có trái. Đây. Hai ba cây cà đây nè. Đó, thấy không? Có trái nè, thấy cưng chưa? Trái nhỏ xíu xíu. Hôm nay ba Diễm gieo cây ớt nè. Nó chuẩn bị lên nữa. Thích ghê, chiều nào vợ chồng Diễm đi làm về cũng ra vườn xem. Có ba ở nhà chăm cái vườn, cỏ không có mọc lên được luôn, rất là thích luôn. Đây là hoa huệ tím, nó chuẩn bị lên nè mọi người thấy không? Cái nhóm chỗ này thì nó lên hơi chậm. Mấy cái này là hoa đồng tiền nè mọi người, cẩm tú cầu nó chuẩn bị có bông rồi nè, mọi người thấy không? À. Tới mùa hè, mùa đông thì nó lụi hết nhau, nhưng mà mùa hè là bắt đầu nó bự ra, nó mỗi năm nó sẽ bự hơn chút. Cho mọi người coi, cái này là xi măng. Ba Diễm mua về ba Diễm tự làm khuôn, tự làm ra mấy cục xi măng này, mọi người biết chi không? Để lót ở phía sau á để làm đường đi. Ba Diễm làm đâu mười mấy 20 cục rồi đó. Mỗi ngày làm hai ba cục vậy đó, gom lại. Đây là cái khuôn ba Diễm làm nè, vui không? Tự ba Diễm chế ra làm cái khuôn xong rồi làm ra cái cục như vậy. Cái này bông màu cam nè mọi người, ở ngoài màu cam tươi đẹp lắm luôn á. Này hoa lài nè mọi người, đứng đây nó rất là thơm luôn nha, thơm dữ lắm luôn á, thơm tát ngát luôn mùi hoa lài, mà búp nhiều lắm nha. Đây nè, vài bữa nữa là nó nở rộ hết luôn. Bên đây có quệ đỏ, bên kia là quệ tím, bên đây quệ đỏ nha, cái bông rất là đẹp. Nhưng mà cũng mau tàn lắm, nó nở ra chừng 2-3 bữa là nó tàn nè, nó tàn từ từ từng cái hoa vậy nè mọi người. Ở dưới đây nó tàn rồi nè. Đây là cẩm tú cầu, một cây còn lại nhà Diễm nè, nó ra hoa rồi nè, hoa màu tím. Đã không, xanh mướt rượt luôn, thích quá.
con này khoe cho mọi người coi ha. Cái này là cái vàng trệ mà ba Diễm chế nè. À, người thấy không, xịn sò ghê không, chế đặc biệt theo cái mà ở nhà Diễm có, giống như mấy cái đồ mà nghề của chồng Diễm á, ảnh thích cái anh mua quá trời luôn, xong cái để chồng làm chồng đóng ở trong cái đồ sách á, cái thùng sách đồ nghề á, cái nó tùm lum á, nhiều khi cần không biết là cái nào với cái nào để tìm á, xong ba Diễm qua ba Diễm chế thành cái kệ vậy nè. Đó, thấy chưa? Rồi có móc mấy cái kềm kéo rồi vô đây, rồi chế mấy cái đồ gắn vô đây. À, đặc biệt có mấy cái này dễ thương ghê không? À, móc vô có lỗ, móc vô nhìn vô là thấy cái gì để xài rồi ha. Rồi dưới là có bánh xe luôn á. À, coi dưới có bánh xe để đẩy luôn mọi người. Để tới đẩy lui được ha. Ở bên hông có đồ móc đồ nữa nè. Đó, thấy chưa? Cái này là hàng độc quyền của ba Diễm luôn nha. Nhìn cũng hay vui vui ha. Hôm nay chở mẹ đi chợ tiếp nha. Lúc giờ mẹ Diễm chưa đi mua bạc, hôm nay chở mẹ đi mua mà. Chợ tên mua mạc. Qua đây gần 2 tháng rồi nhưng mà chỉ dẫn mẹ đi Costco thôi à. Hôm nay dẫn mẹ đi Walmart cho mẹ biết chợ Walmart ha. Cái này là đồ chơi ngoài biển. Giờ đang mùa hè nè, để đi biển. Kiếm thuốc nhuộm tóc cho. Tóc mẹ Diễm bạc mọi người. Giờ đi kiếm thuốc nhuộm cho mẹ. Bên đây nè mẹ. Đây. Đây sao này. Tóc đen. Nhuộm đen cho mẹ. Nhìn cho đỡ bạc. Đây. Mấy cái rổ này giùm con đi mẹ. Này sao? Ừ. Giống cái của mình đó vậy. Ừ. Mua thêm cái nữa, anh Phong muốn có. Cái rổ để đựng đồ dơ kéo đi giặt đồ mọi người. Cái đó để gì biết không? Mẹ rửa mấy cái chà mấy cái lưới này nè. À. Mà mình nhà mình đâu có đâu. À. Ừ, kẹp vô chà mấy cái cửa sổ đó. Đi xuống dưới thẳng dưới đó là đồ ăn. Mẹ bán giải nè, mẹ vô mẹ coi đi, nếu mà mốt mẹ cận gì vô đây. Coi để biết. Đây quá trời vải nè. Phải không? Cà phê nhiều màu lắm kìa. Nè mấy cái loại nè. Mẹ thích mẹ mua về mẹ may đồ bộ mẹ mặc cũng được. À, mẹ mấy cái vải này nè. Đẹp quá trời nè. Thải kate không phải không? À, kate. Quá trời luôn. Chứ nhiều khi mình cần tìm mà mình không biết ở đâu. Quá trời màu luôn nè. Ờ mấy cái màu này đẹp quá nè. Cái này đồ bộ. Ừ. Đồ bộ mặt nhà đó. Nè mấy cái màu này đẹp quá trời nè. Hồi đó mẹ thích chấm bi gì đó. Bởi vậy mua đồ cho ăn kỳ á, lựa đồ chấm bi. Đó, đầm ba bà cháu tông xì tông. Nè mấy cái này đẹp quá trời nè.
Nè, coi máy, bàn máy mai kìa. Này có 100 mấy nha. À, này 168. Cái này là máy thiêu. À. Bàn thiêu. Nè, nó giống cái này nè. Thiêu ra hình này hình kia luôn. À. Nó mắc. Còn mà bàn, bàn mai không thì có 100 mấy à. À, cái này 142 nè. À, như mai đồ. Mai, mai giá, giá dắt sổ rồi này nọ. Ừ. Màu nào cũng có nè. Đã không? À. Trúng tủ. Mẹ cũng khoái mấy này nha. Dây kéo nè. Ừ. Nút áo. Khách nè. Nè. À, ừ, mua cái đó về mà kho 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 kẹo kẹo ăn mẹ. Ờ, à, quên lâu ngày không có nấu canh ăn. À, để vậy là 7 đồng phải không? 7 đồng 60 sen. À. Tại vì mẹ thấy để đây nữa rồi mẹ không biết nó giá nó làm sao. Mẹ coi ở trên đó đó. Chỉ coi đây thôi không? Ừ. Tại vì có cái này nặng, có cái nhẹ. À. Này thịt bò rồi mẹ. Thịt bò là mai xào không? Ừ, con này nè. Lấy 2 miếng. Này gì? Xương bò. Ừ, cái này ngon nè. Này có cái khúc này là khúc xương nè, xong rồi ở ở bên hông là cục thịt. Hầm nó ra nước ngon lắm á. Lấy 2 miếng. Ừ, 2 miếng. Mua ở đây có mua luôn. Nhà còn chuối ha. Đây nè mẹ, rau đây nè. Này hả? Ừ. Vừa đủ thôi. Ừ. Atiso nè. Này nó ngắn nè, còn ừ. Hộp rồi hôm qua con mua nó mua dài phải không? Hôm qua còn sorry. Dâu rồi mẹ. Này nhìn, nhìn đã không? Cái này ngon nè mẹ. Nhìn thấy cà đã chưa? Bự. Nhìn cà thấy ham. Này, bánh mì. Bánh mì. Ở bánh mì đã à. Bánh mì mè, ở bánh mì mè. Mày có 1 đồng 43, 47. Đạo bánh mì đâu cũng lựa bánh mì. Mà mỗi chợ nó làm ra ổ bánh mì khác nhau. Mày vô đó đứng. Xếp hàng hả? Ừ, xếp hàng. Phải xếp hàng. À, ghé mua mấy ly cà phê à, chồng Diễm, chị Diễm uống rồi. Sẵn là Diễm làm tay làm chân cho mẹ. Tới ngày 2-3 tuần, 3-4 tuần là phải làm tay làm chân một lần ha. Order rồi, bây giờ là đang chờ chờ lấy cà phê. Hay là cà phê Starbucks mọi người. Hôm nay Starbucks có cái loại nước mới nè. Có bồ bạ ở trong nữa, có trân châu ở trong nữa.
có boba nè. Bây giờ Starbucks có boba nè mọi người, giống như trà sữa trân châu vậy á. Mấy là cà phê, hay gọi là cà phê chiều. Hấp dẫn không? Nhìn cái ly đã không? À, cà phê chiều đã không? Nhìn cái ly này thôi là thấy thèm rồi đó. Nhìn hấp dẫn chưa? Rồi. Này của mẹ nè, này cà phê. Này cũng cà phê. Cà phê nữa. Này trà xanh nè, này ngon nè. Ngon order cho mẹ. Thử đi. Nó hơi cứng đó, đã không? Hơi ngọt nha. Ngọt. Thấy lên. Nhưng mà cái vị ngon không? Được. Ngon. Có đắng không? Ừ. Ừ. Xuống dẫn mẹ đi làm đẹp, dẫn mẹ đi làm nail. Mỹ là 2-3 tuần rồi phải đi làm đẹp một lần. Đi làm móng tay, móng chân. Thử đi trân châu vậy. Ủa, cái đó kêu cái gì? Nước trân châu. Nó loại kiểu mới, loại mới á. Ngon. Nó chua quá phải không? Cái này giống như cái nước mà hạt blueberry, hạt Việt Quốc á. À, chua chua ngọt ngọt, xong rồi có cái hạt trân châu này nè. Ủa? Cái này là cái loại mới của Starbucks. Cũng là hơi chua chua. Ừ. Thử. Giống như nước trái cây thôi mọi người. Nước trái cây, phải dịnh dịnh nha mẹ con quẹo á. Ừ. Lên nó ầm một cái. Ừ, hết hồng. Này là cái gọi là tên đó là Summer Drink. Ủa cũng được. Dành cho mùa hè. Này tên của tiệm chị Diễm mọi người. Hay nail ha. Hi. Ôi, cà phê xuống luôn. Rồi thôi. Bây giờ thôi. Hi my head you. Pedicure deep. Mẹ để anh bàn nè mẹ, để lại anh bàn nè. Sao bác cũng có trân châu này thấy không? Ai, quan ly này phải không? Ừ. Thank you, thank you. Đây là tiệm của chị Diễm. Chồng Diễm đây. Không mở đèn lên Phúc. Em không cần đèn vậy. Không cần đèn không hả? Ghê ta. Ồ. Phúc giỏi ha. Dễ gì Phúc? Thể theo yêu cầu. Thích uống ly này à. Ngon lắm. Ngon không? Ngon, tuyệt vời luôn. Chị ke vô thì Diễm làm việc cho sau đó không? Hai cái trẻ bao nhiêu rồi? À. Ngon quá. Đã không? Ngon quá. Nhiều lên uống thích cái này vậy? Nhiều lên uống kêu biết. Đây là tiệm của chị Diễm. Nó mở clip của Diễm nè. Mẹ ngồi đi con làm tay cho. Nay giờ gần cuối giờ rồi cho nên vắng ha. Hết khách hả chị? Hai em. À. Giờ thời gian chờ tay thì làm chân cho mẹ nha. Phê không? Mắt lạnh. Đẩy tới đầu chết chân nè. Massage nè. Phê không? Phê. Có chân đẹp rồi nha. Hôm nay gái sơn cái màu xanh. Kêu màu xanh gì? Màu xanh ngọc.
giống như chiếc xe á, giống màu chiếc xe á, sang màu tươi rồi nha. Đổi qua tay này khác. Cái đó gì? Ôi là dầu á. Dầu cho nó không phải bóng mà cho nó đừng có khô da. Sức lên cái thấy nó khác liền không? Ở nhà có tay đẹp rồi nha. Xài được 3 tuần á. Hôm nay đi chợ xong rồi dẫn mẹ đi làm đẹp, làm tay làm chân xong rồi bây giờ đi về nha. Thì chủ yếu là quay cho mọi người xem cuộc sống hàng ngày thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn đã theo dõi kênh của Diễm và hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Bye bye.